Cô chào các con, rất vui được gặp lại các con. Tiết tập làm văn hôm nay, cô cho chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài Đáp lời đồng ý, tạ ngắn về biển. Chúng ta cùng bước vào bài 1 nhé. Bài 1, nói lời đáp lại của em trong các trường hợp sau. Trường hợp A, em quên chiếc áo mưa trong lớp, quay lại trường để lấy. Bác bảo vệ sắp đi nghỉ, thấy em xin vào, bác mở cửa nói, cháu vào đi. Với trường hợp này, con sẽ đáp lại như thế nào? Với trường hợp này, chúng ta có thể đáp lại như sau. Cháu cảm ơn bác ạ, xin lỗi vì đã làm phiền bác. Hoặc, cháu cảm ơn bác ạ, cháu sẽ ra ngay. Vậy, con sẽ đáp lại lời bác bảo vệ như thế nào? Các con hãy làm vào phiếu bài tập của mình nhé. Trường hợp B, em mời bạn đến chơi nhà. Bạn nhận lời, ừ, để tớ xin phép mẹ đã. Với trường hợp này, con sẽ đáp lại lời của bạn như thế nào? Với trường hợp này, chúng ta có thể đáp lại lời của bạn như sau. Ừ, cậu xin phép mẹ đi, tớ đợi. Hoặc, vậy cậu về xin phép rồi sang chơi với mình nhé. Còn lời đáp của các con thì như thế nào? Hãy thực hiện vào phiếu bài tập các con nhé. Dựa vào những đoạn đối thoại chúng ta vừa thực hiện, các con hãy trả lời câu hỏi sau đây. Khi nói lời đáp, em cần thể hiện thái độ như thế nào? Khi nói lời đáp, em cần thể hiện thái độ lịch sự, lễ phép, có văn hóa. Như vậy, ta có thể rút ra được kết luận như sau. Khi được người khác cho phép hoặc đồng ý, chúng ta phải đáp lại bằng lời cảm ơn chân thành, thể hiện thái độ lịch sự, lễ phép. Bây giờ, chúng ta cùng bước qua bài tập số 2. Bài 2, viết lại những câu trả lời của em ở bài tập 2 trong tiết tập làm văn tuần trước. Tuần trước, các con đã dựa vào tranh và trả lời những câu hỏi này rồi. Trong tiết tập làm văn tuần này, thì các con sẽ dựa vào những câu trả lời của mình. Viết lại các câu trả lời nối tiếp nhau, sau đó chúng ta có thể thêm một vài từ để liên kết các câu lại. Ta sẽ được một đoạn văn ngắn tả về cảnh biển. Cô ví dụ như sau. Trả lời câu hỏi A, tranh vẽ cảnh gì? Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng rất đẹp. Câu hỏi B, sóng biển như thế nào? Nhìn tranh ta thấy sóng biển nhấp nhô trên mặt biển xanh. Trên mặt biển có những gì? Quan sát tranh, ta thấy rõ ràng trên mặt biển có những chiếc thuyền đang đánh cá và những chú hải âu đang chào lượn. Trên bầu trời có những gì? Nhìn từ xa, ta thấy trên bầu trời có mặt trời nhô lên đỏ rực, những đám mây bồng bềnh trôi và đàn hải âu đang bay về phía chân trời. Bây giờ, chúng ta sẽ ghép những câu trả lời này lại thành một đoạn văn. Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng trông rất đẹp, sóng biển xanh nhấp nhô tùng bọt trắng xóa. Trên mặt biển có những chiếc thuyền đang lướt sóng ra khơi và những chú hải âu đang chào lượn. Xa xa, mặt trời nhô lên đỏ rực, những đám mây tím nhạt bồng bềnh trôi và đàn hải âu đang bay về phía chân trời.
Như vậy là các con vừa học cách tả ngắn về biển dựa theo tranh. Qua bài học này, các con có thể tả được cảnh biển mà mình yêu thích rồi. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô mong rằng các con sẽ siêng năng và sáng tạo hơn qua bài viết của mình con nhé. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Cô chào và hẹn gặp lại các con.